Trước đây, với các PowerPoint của phiên bản trước, việc vẽ lưu đồ thật là khó khăn. Giờ đây, với PowerPoint 207 thì việc vẽ lưu đồ rất đơn giản. Thao tác đầu tiên cần thực hiện đó là chọn vào menu lệnh Insert và chọn vào lệnh Mask Art. Hộp thoại Tool, Mask Art, Graphic hiển thị. Bạn hãy lựa chọn nhóm các danh mục mẫu biểu đồ để xem các mẫu biểu đồ. Và cuối cùng, bạn hãy chọn một mẫu lưu đồ thích hợp với công việc của bạn. Ấn OK để chấp nhận khi đã chọn xong. Lúc này trên slide, mẫu lưu đồ sẽ được hiển thị. Bạn hãy double click chuột vào các ô test để nhập nội dung. Để thực hiện hiệu chỉnh lại lưu đồ, bạn hãy chọn vào lưu đồ cần hiệu chỉnh. Khi bạn chọn vào lưu đồ thì nhóm lệnh Design sẽ hiển thị. Bạn hãy chọn vào Mask Art Style để thay đổi mẫu cho các ô của lưu đồ. PowerPoint cung cấp cho bạn rất nhiều mẫu hiệu ứng ô của lưu đồ để bạn lựa chọn. Nếu bạn không muốn sử dụng mẫu lưu đồ đang hiện hành, bạn muốn thay thế bằng một mẫu lưu đồ khác, bạn hãy chọn mẫu trong Layout. Bạn có thể thay đổi lại màu sắc cho các ô trong lưu đồ bằng lệnh Change Color. PowerPoint cũng cung cấp cho bạn rất nhiều mẫu hiệu ứng màu để bạn lựa chọn. Ngoài ra, nhóm lệnh Format còn giúp bạn thay đổi hiệu ứng các mẫu chữ trong lưu đồ bằng cách việc thay đổi hiệu ứng chữ trong Word Art Style. Còn Shape Tile sẽ cung cấp cho bạn các hiệu ứng màu ô. Đơn giản phải không bạn? Hãy xem kỹ lại phần lý thuyết để nắm vững hơn về thuộc tính của tất cả các lệnh bạn nhé. Trước đây